Siêu khuyến mại từ ngày 22 tháng 10 cho đến ngày 25 tháng 10. Tặng kèm găng tay khi mua combo áo. Free ship với mọi đơn hàng áo khoác hoặc là áo hoodie. Truy cập ngay shopgtu.com để đặt hàng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình xin chúc cho tất cả các bạn đang xem video clip này có một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình và những người thân yêu. Ngày hôm nay thì mình đem tới cho tất cả các bạn một thông tin mà chắc chắn điều các bạn rất mong chờ. Đó là vị tướng tiếp theo ra mắt Liên Cơ Bài là vị tướng nào. Chắc hẳn các bạn đang nhìn thấy mình đang chơi một vị tướng xạ thủ vô cùng ảo diệu. Nó được coi là ảo diệu hơn cả Murat rất nhiều. Murat chỉ là tép là Zeal thôi các bạn ạ. Còn đây mới là vị tướng mà gọi là xạ thủ vô cùng ảo diệu, rất khó để có thể bắt được vị tướng này. Một vị tướng chuyên hái hoa bắt bướm với một kỹ năng. Hiện tại thì team mình đang có một người AFK mất rồi các bạn ạ. Và thử thách ở phiên bản thử nghiệm thường thường đó là chơi một trận đấu uy căng đấy, lại bắt bướm một cái này à. Chơi một trận đấu thường thường là sẽ cần phải gánh những người đồng đội AFK. Và trong trận đấu này mình sẽ cố gắng thực hiện điều đó với sức mạnh của vị tướng Alando. Ôi, đánh nhau bạn ơi, nên nhớ là bây giờ mình chỉ cần nhặt bướm bắn thôi. Các bạn có thể nhìn thấy là cấu rỉa rất nhiều máu luôn. Bộ kỹ năng vô cùng ảo diệu, lướt chiêu 1 đánh 2 phát, quay trở về đánh 2 phát. Chiêu 2 đánh 2 phát, quay trở về đánh 2 phát. Chiêu 3 đẩy đối phương ra phía trước, sau đó là các bạn đánh 2 phát ở kích hoạt lần này để bắt bướm đánh 2 phát. Nói chung là kết hợp bộ kỹ năng của vị tướng này lúc nào các bạn cũng cần phải đánh 2 phát nha. Thật sự để mà Elsu đánh nhau với mình thì Elsu không tuổi gì, nhưng mà rất đáng tiếc Richter đang đứng trong bụi. Nó bụi biết ngay mà làm gì mà căng. Trời bạn luôn chứ xoắn à, tiếp tục bắt bướm bánh tiếp. Trời ơi, một màng. Ôi chúng ta một màng là chúng ta nên té vì đang có sự hiện diện của Murat ở đây. Thông báo cho tất cả các bạn một thông tin chuẩn xác đến 96,69%. Đó là vị tướng Elendo sẽ là vị tướng ra mắt tiếp theo của Liên Cơ Bay. Thật sự là mình khá bất ngờ các bạn ạ. Sau sự hiện diện của vị tướng đó là Kazizik thì rất nhiều anh em dự đoán đó là vị tướng Isa là vị tướng tiếp theo ra mắt. Tại vì Isa đã ra mắt phiên bản Đài Loan từ khá lâu rồi, nhưng Việt Nam của chúng ta lại không ra mắt Isa nữa, chúng ta lại ra mắt Elendo. Nào Richter ơi, chạy đâu con sâu, chạy ra được có chiêu cuối đây, ném phát bay luôn. Đó các bạn thấy không, nó gọi là vô cùng cơ động nha. Tiếp tục xử lý Murat nè. Đã có Nakroth ra hỗ trợ mình cái và Murat chết. Hai mạng rồi. Và một thông tin nữa, không chỉ là Elendo ra mắt tiếp theo đâu, mà Elendo sẽ nằm trong sổ sứ mệnh mùa 11 mọi người nha. Sổ sứ mệnh mùa 11. Hiện tại thì chúng ta đang là sổ sứ mệnh mùa 10. Trời ơi làm gì căng vậy. Và sổ sứ mệnh này thì các bạn chỉ có 4 tuần thôi. Chúng ta đã hoàn thành 3 tuần rồi. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi là sổ sứ mệnh kết thúc. Và chúng ta sẽ mở ra một cái chương mới, sổ sứ mệnh mới. Sổ sứ mệnh mùa 11, sở hữu vị tướng Elendo. Hiện tại thì mình chưa biết được để mà sở hữu Elendo thì sẽ đạt được cấp độ bao nhiêu trong sổ sứ mệnh mùa 11 nha. Thế nên là có thông tin mình sẽ thông báo luôn cho mọi người. Như mọi người biết là sổ sứ mệnh của mùa 10 sẽ kết thúc độ khoảng là tầm
sẽ kết thúc vào 27 tháng 10. 27 tháng 10 sẽ kết thúc sổ sứ mệnh mùa 10 và chúng ta chuyển sang sổ sứ mệnh mùa 11 vào ngày 28 tháng 10 trong đêm nha. Và Elendo thì cũng nằm trong sổ sứ mệnh thôi. Ok, vậy là mình đã thông báo cho tất cả các bạn một vị tướng xạ thủ vô cùng ảo diệu, đó là vị tướng Elendo sẽ là vị tướng tiếp theo ra mắt. Và bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm cho mọi người xem qua đây là vị tướng có đáng nằm trong sổ sứ mệnh hay không và anh em có nên mua hay không. Đầu tiên là độ cơ động thì gọi là quá thừa các bạn ạ. Bậc nhất luôn. Nó bay nhảy như chim, bay nhảy như bướm. Tại vì là nó sử dụng kỹ năng toàn thả bướm thôi. Trên tay vị tướng Elendo đang cầm một cái kén, đây là một cái lồng đèn gì đó để bắt bướm các bạn ạ. Tốc độ đánh của vị tướng này khá là nhanh, khá cao. Trời ơi. Chiêu 1 lướt lên theo hướng chỉ định, đánh thường 2 phát. Được cường hóa cho các bạn là bắt bướm phát nước, các bạn đánh thường 2 phát. Chiêu 2 tạo ra một vòng tròn và đối phương đứng bên trong thì như là bị chịu sát tinh phép. Và các bạn đánh thường 2 phát, nhặt bướm đánh thường 2 phát. Chiêu 3 đẩy lùi đối phương theo hướng chỉ định, sau đó các bạn đánh thường 2 phát, nhặt bướm đánh thường 2 phát. Tận dụng được vị tướng này đó là tốc độ đánh cao, các bạn sẽ trở thành cao thủ có thể leo danh được tốt. Nào, xử lý luôn Violet nha. Cái tầm này ngán gì Violet đâu. Chiêu cuối luôn và sau đó chúng ta bắt bướm và chúng ta tiếp cận và lên bảng điểm số. Trời ơi. Các bạn thấy chưa? Chỉ một combo đơn giản như thế thôi. Mình nói thật là Nakroth nhìn thấy vị tướng này cũng khó bắt cơ. Tại vì nó mỗi lần nó lướt lên là anh em khéo phải đi trong trận đấu, anh em lại bị bắt bướm ấy. Tại vì sao? Các bạn đuổi Elendo rất là khó. Khi mà các bạn áp sát được Elendo thì nó lại vồ lại bướm rồi. Thế nên là khi mà các bạn bắt vị tướng này thì các bạn phải để ý cái con bướm nó bay hướng nào để các bạn bắt con bướm đấy. Giống như kiểu Murad, khi mà giật bóng về các bạn bắt cái bóng Murad thì cũng vậy thôi. Vị tướng này thì các bạn bắt thẳng vào vị trí của bướm ảo. Đấy là những gì mà mình muốn thông tin cho mọi người sớm. Mọi người cũng không quá xa lạ với vị tướng này rồi đúng không? Cướp luôn. Ôi anh Murad ơi, tôi thay em, trời ơi, có ai tới không? Có chiêu cuối này, đẩy nó ra và sau đó xử lý. Bá đạo rồi. Cho đó này team mình đang quá AFK ấy chứ, có thỏ Slim AFK từ đầu game luôn. Farm đã. Quả Murad chắc vừa xong cay cú cũng giết được mình, bạn ấy chửi mình luôn à? Ai gì có tôi tiếng Thái cái. Yên tâm mình không ăn bùa xanh của bạn đâu. Richter mà không về là mình chơi tái Richter luôn. Không biết Richter nó có nằm trong bụi không để mình ra mình xem nha. Không có ở đây. À Richter. Richter à, chạy đâu. Yên tâm là mình có thể đuổi được bạn. Sử dụng tốc biến sau đó là kích hoạt chiêu cuối, bắt bướm, tiếp cận và lên bàn điểm số, truyền thuyết. Các bạn thấy độ khả năng áp sát cực kỳ nhanh của vị tướng Elendo. Trời ơi, mạnh dã man các bạn ạ, ra xử lý luôn Violet nè. Violet thai bắn, giật về, Violet lên bảng tiếp tục xử lý quyền vương. Tốc độ đánh của mình quá ghê các bạn ạ. Mình đang cảm thấy hơi bị buồn dành cho vị tướng này. Nó mạnh như thế này, mình cá chắc các bạn sau khi ra mắt một khoảng thời gian thì kiểu gì cũng bị giảm sức mạnh. Để cân bằng lại tướng. Ui mù mắt tôi, không qua được tường. Nhưng mà chúng ta cứ trải nghiệm với sức mạnh của vị tướng này đi. Bắt bướm, trời ơi. Tiếp tục là thả bướm, sau đó là bắt bướm. Nên nhớ là sử dụng cả 3 kỹ năng thì vị tướng này chỉ có một con bướm nữa nha. Không có nhiều bướm đâu các bạn ạ. Không có nhiều bướm cho các bạn bắt đâu, chỉ có một con duy nhất thôi. Sử dụng chiêu 1 xong các bạn sử dụng chiêu 2 thì các bạn vẫn chỉ có một con bướm thôi. Nhưng mà sau khi sử dụng, ui, căng thế, cân cả luôn, sợ gì mình có liềm mà. Ok, thoát chết trong gang tấc. Các bạn kích hoạt chiêu 1, sau đó là các bạn nhìn thấy con bướm đúng không? Các bạn kích hoạt chiêu 2, sau khi các bạn kích hoạt chiêu 2 thì các bạn vẫn chỉ thấy một con bướm ở chiêu 1 thôi. Lúc đấy các bạn kích hoạt chiêu 1 để có thể trở về con bướm đấy. Tiếp tục Richter này. Mạng thứ 9. Dăm ba quyền vương nó không về là mình thịt nó luôn các bạn ạ. Chơi kiểu up play luôn, hiện tại mình đang chấp nó nửa cây máu. Mà chắc bạn ấy về rồi, biết về hay đứng trong bụi ta. Nghi vấn đứng trong bụi, mà chưa chắc chắn. Ây, ây, coi, ây, trời ơi, trời ơi. Ôi, mình nghi vấn nó nằm trong bụi rồi. Nhưng không tin nổi.
Trận đấu này là team bạn toàn màu giấy thôi, thế nên là mình sẽ không lên xuyên giáp nha. Chứ còn nếu mà team bạn mà toàn những cái vị tướng như là đỡ đòn, đấu sĩ châu thì chắc chắn các bạn cần phải lên xuyên giáp rồi. Bây giờ muốn kết thúc trận đấu này thì có lẽ là mình sẽ cần chủ động ăn cái con tà thần. Nhưng mà phải có sự hỗ trợ của đồng đội nữa, ăn cho nhanh. Kích quạt chiều 2 bắt bướm. Đấy, tôi chết rồi. Tà thần lại hồi máu rồi. Ok, tiếp tục là xử lý quyền vương. Mình cay quyền vương từ cái lúc nó đẩy mình hai phát và mình chết tại chỗ các bạn ạ. Thật sự là trong phiên bản này thì nhìn cái con bùa xanh bùa đỏ ấy, nhìn cái hiệu ứng dưới chân ấy, mình nhìn không thích một chút nào, nhìn nó xấu. Nó xấu hơn phiên bản này rất là nhiều. Nhưng mà thôi, chúng ta phải tập chấp nhận thôi. Và lét tí bản này, cấu riêng cái chúng ta giật về luôn. Đó, giật về luôn. Cứ lao lên bắn hai phát rồi giật về. Đấy là cách giấu cấu rỉa duy nhất. Ui ui, tôi mua rát, ui thôi. Nửa cây ạ. Victor làm gì đây, mình có cung tà ma mà. Ôi phục máu, ui, ôi nhiều máu chưa. Lên bảng. Một bé, tiếp tục cai bé. Quyền vương chạy đâu, đây là mạng thứ 3. Triple kill. Còn ai nữa không, mua rát à, mua rát đâu. Qua ra kill. Bắt bướm và qua ra kill. Mega. Tin bạn có một người AFK. Hình như là Elsu thì phải, từ từ để mình băng trụ, không biết là ăn được Mega không. Thôi cả đỉnh đầu hàng mất rồi. Ok, video clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Và cảm ơn tất cả các bạn đã cố gắng theo dõi. Và hẹn gặp lại các bạn trong video. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang live stream trên ứng dụng Nodolive vào những buổi tối để có thể kéo danh Kim 5. Vậy nên các bạn nào có nhu cầu muốn giao lưu cùng mình, muốn chơi cùng mình thì có thể qua Nodolive follow ID 8915517 để có thể nhận được những thông báo trước khi mình live stream. Cảm ơn các bạn rất nhiều.